Quá xúc động, sau 11 năm và 13,5 tỷ nhân dân tệ đầu tư, Xiaomi cuối cùng đã phá vỡ vòng phong tỏa chip, tự chế tạo thành công chip iPhone của riêng mình. Ngay tại sự kiện kỷ niệm 15 năm ra mắt chiến lược sản phẩm mới, Lôi Quân đích thân công bố một cột mốc quan trọng của ngành chip nội địa, Exyn 01, chip 3 nanomet đầu tiên do Xiaomi tự nghiên cứu và phát triển, chính thức trình làng. Đừng để bị đánh lừa bởi kích thước chỉ bằng móng tay, bên trong con chip nhỏ bé này chứa đến 19 tỷ bóng bán dẫn, điểm benchmark lên đến 3 triệu, hiệu năng CPU và GPU đều vượt qua iPhone 16 Pro và 18 Pro, thử nghiệm trực tiếp ngay tại sự kiện, hiệu năng mạnh hơn, nhiệt độ thấp hơn, đặc biệt hơn cả. Đây không phải máy trình diễn hay cắn xếp, mà đã được thương mại hóa trên 3 sản phẩm chủ lực, Xiaomi 15 Pro, trang bị Exyn 01, đối đầu trực diện với flagship nhà Apple, Xiaomi Pad 7 Ultra, màn hình OLED lớn nhất lịch sử 14 inch, hiệu năng bùng nổ, Xiaomi Watch S 4 phiên bản kỷ niệm, lần đầu tiên tích hợp chip Exyn T1, hỗ trợ băng tần 4G tự phát triển. Từ điện thoại, máy tính bảng cho tới thiết bị đeo thông minh, toàn bộ hệ sinh thái Xiaomi đã chính thức tích hợp chip nội địa, mở màn cho cuộc tổng tấn công vào thị trường bán dẫn toàn cầu. Lần đầu tiên trong lịch sử, một hãng Trung Quốc chính diện đối đầu Apple trong phân khúc chip flagship, một phát súng đẹp mắt, đánh dấu cột mốc mang tính thời đại trong lịch sử chip Trung Quốc.